Hey, I know what we're gonna do today. Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Where to Where Cartoon với series Phineas and Ferb. Có thể nói đây chính là một trong những bộ phim hoạt hình đáng xem nhất thời đại. Tuy chỉ được gắn mác là chương trình cho trẻ con, nhưng Phineas and Ferb lại thu hút được số lượng đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau. Trẻ con có, người lớn có, và thậm chí cả người cao tuổi. Với tổng cộng hơn 200 tập phim và trải qua 4 season, người xem đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc với những cung bậc cảm xúc khác nhau mà bộ phim đã mang lại, từ vui vẻ, hào hứng đến buồn đau, xúc động. Trong video ngày hôm nay, tớ sẽ cùng các cậu ôn lại hành trình mùa hè 7 năm của Phineas and Ferb nhé. Trước khi vào video, tớ có điều này các cậu cần lưu ý. Trên các trang diễn đàn về bộ phim có hai giả thuyết được đưa ra. Một là tất cả các sự kiện trong series được gói gọn trong một mùa hè. Hai là dòng thời gian của series được kéo dài trong các mùa hè khác nhau. Trong video này, để các cậu có thể theo kịp và hình dung rõ hơn, tớ sẽ dựa vào timeline trên trang Wikia nhé. Và bây giờ, các cậu hãy tìm cho mình một bóng cây mát. Ta có thể là một loài vật có vú dưới nước nào đó để vào ngay video thôi. Let's go! Khoảng 300 triệu năm trước công nguyên, thời đó khủng long vẫn chưa tuyệt chủng, Phineas, Ferb và Candace đã vô tình đặt chân đến Danville thời tiền sử trong một chuyến tham quan ở viện bảo tàng. Trải qua các khó khăn khi trốn chạy khỏi khủng long bạo chúa, ba chị em đã được giải cứu bởi Isabella và các cô gái bên lò sưởi, cộng với một chút sự giúp đỡ của Candace. Khoảng 27.000 năm trước công nguyên vẫn là Danville thời tiền sử, khó bị đóng băng, và phải mãi đến khi được Phineas và Ferb giải thoát, anh ấy mới có thể ăn uống và bằng một cách thần kỳ nào đó có ngay một cô bạn gái. Cũng loanh quanh tại thời điểm đó, Phineas và Ferb đã phát minh ra bánh xe và ngôn ngữ tiếng Anh, trở thành những người nói tiếng Anh đầu tiên, ít nhất là trong vũ trụ của Phineas and Ferb. Và Kentok đã phát minh ra lửa với cây gậy nhúng với dung nhan. Vào năm 1524, không còn là Danville thời tiền sử nữa, tại Trung Quốc phong kiến, công chúa Isabella bị Dufus Khan bắt cóc. Phineas và Ferb liền tìm sự giúp đỡ của thầy Perry để giải cứu công chúa và cứu Trung Quốc. Sau khi đánh bại được Dufus Khan, Phineas và Ferb sử dụng tàn tích sau trận chiến và xây nên Vạn Lý Trường Thành. Thời kỳ Victoria, tức từ giữa năm 1837 đến đầu năm 1901, theo lời kể của ông nội Reginald, một loạt nhân vật mới được sinh ra, tiến sĩ Phineas Stan, Ferb Gore, Constance, Jeremiah, Isabella và Jacob Doofenshmirtz. Vào thời kỳ những năm 1900, có rất nhiều sự kiện xảy ra. Vào năm 1903, cu của Belgi đang dẫn đầu một cuộc đua xe đạp thì ngã xuống bẫy hổ. Năm 1914, cu cố của Phineas và Ferb là Ohio Flynn và Rhode Island Fletcher lên đường đi tìm tấm bùa của Waterdune. Họ không tốn nhiều công sức, tuy nhiên, khi họ dừng chân ở Panama, Trung Mỹ, họ gặp thiếu nữ phiền muộn Isabella và cô đã cùng tham gia vào chuyến thám hiểm của họ. 10 năm sau, vào năm 1924, ông nội của Belgi tham gia vào cuộc đua xe đạp và đã thành công trong việc tránh hồ bẫy hổ, nhưng đáng buồn lại không tránh được con hổ. Những năm 1940 và 1950, chúng ta lại chứng kiến sự ra đời của nhiều nhân vật khác, ông bà nội Reginald và Winifred, ông bà ngoại Clyde và Betty Jo, người chị em song sinh của Betty Jo, Lawrence, và tiến sĩ độc ác Lloyd Wessler. Vào năm 1952, giáo sư Ross E. Forbes đã lên ý tưởng về một phiên bản ưu việt của môn bóng đá, gọi là Football X7. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong quá trình thực hiện. Phải mãi tới gần nửa thế kỷ sau, ý tưởng của ông mới được thực hiện hóa bởi Phineas và Ferb. Năm 1957, tiếp bước ông nội, bố của Belgi cũng tham gia vào cuộc đua xe đạp năm nào. Lần này, ông đã chuẩn bị nguyên một cái lồng để ngăn bọn hổ bên ngoài. Nhưng ông đã lầm và cũng nhận phải kết cục bi thương giống bố. Trong thập kỷ tiếp theo, những nhân vật sau đây ra đời. Linda Flynn được Clyde và Betty Jo Flynn sinh ra và ở nước Anh xa xôi, người chồng tương lai của cô, Lawrence Fletcher, được sinh ra với bố và mẹ là Reginald và Winifred Fletcher. Tiến sĩ tương lai Hans Doofenshmirtz được sinh ra ở một ngôi làng tên là Gimelstamp thuộc nước Drusenstein. Tuy nhiên, tuổi thơ của ông lại không êm đềm cho lắm. Bằng một cách nào đó, vào đúng ngày sinh nhật của Doof, cả bố và mẹ của ông đều không xuất hiện và sau đó, ông được nuôi dạy bởi mèo rừng Nam Mỹ. Theo logic của phim hoạt hình, sau một thời gian sống trong rừng với bầy mèo rừng, ông được gia đình nhận nuôi lại. Tuy nhiên, cuộc đời của ông cũng không khá khẩm gì hơn trước. Khi các nhà trong làng phải bán thần lùn giữa cửa đi để kiếm sống, ông đã bị bố bắt đóng giả thành một thần lùn và bị buộc đứng yên trong nhiều ngày. Như một cách để bù đắp cho tuổi thơ dữ dội của mình, Doof đã tạo nên Bluni. Nhưng trớ trêu thay, người bạn duy nhất của ông cũng bị ông trời lấy đi và rơi vào tay của tên tội phạm ngân hà Mitch. Một thời gian sau đó, em trai của ông, Roger Doofenshmirtz được sinh ra. Trước đó, bố mẹ ông mong muốn có một con gái nên đã may rất nhiều váy và đã dẫn tới tình trạng thiếu quần áo cho hai anh em. Do đó,
Duff đã phải mặc váy đi học trong nhiều ngày và bị đám bạn bè đưa ra làm trò đùa. Khoảng 10 năm sau, vào những năm 1980, âm nhạc bấy giờ rất thịnh hành. Điển hình là bài hát What Do It Do của nhóm nhạc Zanzibar, lấy cảm hứng từ phương pháp kỹ thuật đảo ngược rất hot thời đó. Bên cạnh đó, Linda và Duff đã trong một mối quan hệ, và Linda trở thành một hiện tượng âm nhạc sau hit I'm Linda Na and I Wanna Have Fun. Tạm dịch ra là tôi là Linda Na và tôi thích bay lắc. Đến với những năm 90, các nhân vật chính của chúng ta ra đời. Candace sinh ngày 11 tháng 7, song song với Candace là Vanessa sinh ngày 15 tháng 6. Khoảng vài năm sau, Phoenix, Isabella và Buford được sinh ra ở Danville. Frog được sinh ra ở Anh. Belgie và Misty được sinh ra ở Ấn Độ. Đầu thập kỷ này, ban nhạc Love Handle được hình thành, bao gồm Danny, giọng ca chính và tay guitar, Bobby Fabulous, phụ trách hát và guitar bass, và Swampy với vị trí là tay trống của nhóm. Hoạt động được vài năm, ban nhạc tan rã, mỗi thành viên có một con đường riêng của mình. Danny mở một tiệm bán dụng cụ âm nhạc, Bobby làm chủ một tiệm salon sang chảnh, và Swampy bây giờ được biết đến là Sherman, thì trở thành anh chàng thủ thư. Bắt đầu từ những năm 2000, các sự kiện trong series bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên tớ sẽ chỉ điểm qua những sự kiện đáng chú ý trong series thôi nhé. Ngày đầu tiên của mùa hè, Phoenix và Ferb đã xây dựng nên một đường tàu lượn siêu tốc, siêu to khổng lồ. Điều đặc biệt là chiếc xe có thể bay ra ngoài không trung và đáp xuống một cách tương đối an toàn mà người chơi vẫn bình an vô sự. Không chỉ chứng tỏ bản thân là những kỹ sư trẻ tuổi tài năng, Phoenix và Ferb còn cho thấy năng khiếu âm nhạc không thua kém một ca sĩ chuyên nghiệp nào. Hai cậu đã thành lập một ban nhạc mang tên Phoenix and the Ferb Tones qua ca khúc Kichi Kichiku mà chắc hẳn ai là fan của series cũng phải thuộc nằm lòng. Tuy vậy, nhóm chỉ hoạt động trong vỏn vẹn một ngày duy nhất. Bài hát đầu tiên cũng là bài hát cuối cùng đã khép lại thời kỳ huy hoàng của nhóm. Tiếp nối sau sự tan rã của nhóm Phoenix and the Ferb Tones là sự tái hợp của nhóm Love Handle, một sự đãng trí của Lawrence về vụ kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Phoenix, Ferb và Candace đã giúp ông bù đắp lỗi lầm bằng cách tái hiện lại khoảnh khắc lần đầu tiên môi hôn trao nhau giữa hai người. Từ sau lần tái hợp đó, ban nhạc duy trì hoạt động và quay trở lại thời hoàng kim. Cũng tình cờ, ngày cưới của Lawrence và Linda trùng với sinh nhật của Vanessa. Thay vì ngăn chặn Duff, Perry đã giúp ông ta tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho con gái rượu của mình. Cuối cùng, Vanessa cũng có được một bữa tiệc sinh nhật đúng theo ý cô, mặc dù cái giá phải trả là Duff bị tên lửa phóng đi và nổ pháo hoa bùm bùm. Ngày tổ chức lễ hội trung hạ, Phoenix và Ferb nhận được tín hiệu xin giúp đỡ từ Belgie. Belgie đã nhờ Phoenix và Ferb tăng kích thước quả dưa hấu, nếu không cậu sẽ phải giấu mình sau lớp rèm xấu hổ. Cũng vào hôm đó, Candace đi đăng ký tham gia cuộc thi Next Top Model. Nhưng vì không đủ chiều cao nên cô đã mượn thuốc tăng trưởng của Phoenix và Ferb và kết quả không mấy tốt đẹp cho lắm. Trước khi Candace kiếm manh mẹ về hành động của hai đứa em trai, Duff đã vô tình dùng thuốc tăng trưởng và phóng to vạn vật trong vũ trụ, đưa Candace và trái dưa của Belgie trở lại kích thước ban đầu. Sự kiện tiếp theo, ngày Perry phải rời xa ngôi nhà và những đứa trẻ. Một buổi tối, Perry được OWCA triệu tập đột xuất và trên đường đi tới hang ổ bí mật đã vô tình làm đất dâng lên mặt Candace. Kết quả là Perry đã bị Candace túng cổ ra ngoài. Tại trụ sở, Perry được thông báo là sẽ được điều động sang vùng 4 bang do có một tên phản diện mới với cái tên không thể nuốt trôi, nhai lại hủy diệt. Theo đó, Duff đã bị giáng chức xuống chỉ còn là mối đe dọa thứ yếu. Sáng hôm sau, khi không thấy Perry, Phoenix đã hỏi Candace nhưng cô đã kịp che đi sự lo lắng để đáp lại Phoenix. Dù rất đau lòng, Perry đành lòng đi theo nơi phồn hoa nhưng trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Cùng lúc đó, Duff nhất quyết giành lại danh hiệu mối đe dọa chủ yếu đến tìm nhai lại hủy diệt. Nhưng trở trêu thay, lại trở thành thực tập sinh cho hắn. Đến cuối cùng, Duff đã giải phóng cho Perry khỏi bẫy của nhai lại hủy diệt và hai người cùng nhau thoát khỏi hang ổ của hắn trước khi nó phát nổ. Trong lúc đó, Phoenix, Ferb, Candace và những người bạn lên tầng thượng của một tòa nhà và hát để gọi Perry về. Trong phân cảnh cuối, mọi người ôm chú thú mỏ vịt và Candace đã đổi tên thành Larry, đứng từ xa và nói mừng cậu trở về. Một khoảng thời gian dài sau, Giáng sinh đã cận kề. Theo truyền thống, những đứa trẻ sẽ viết thư đòi quà ông già Noel. Thế nhưng, Phoenix và Ferb đã quyết định hòa phép cả Danville thêm một bức thiệp cảm ơn ông già Noel và dựng một tiệm xông hơi vì những điều tốt ông đã làm. Tuy nhiên, Duff đã tạo nên máy làm hư hủy diệt để gắn mác hư cho tất cả người dân và để ông già Noel không thể đến được. Với không khí Giáng sinh đang ngày nhạt dần, Phoenix và Ferb liên hệ đến Bắc Cực để cứu vãn tình thế và nhận được sự phản hồi của hai chú yêu tinh. Cùng lúc đó, Perry đã hạ gục được Duff và hủy diệt cỗ máy của hắn. Mặc dù đã quá muộn, ông già Noel sẽ không phát quà cho Danville nữa.
nhóm bạn của chúng ta lại giải cứu tình thế một lần nữa bằng cách tự mình phát quà cho người dân, tự tạo nên phép màu Giáng sinh. Phân cảnh cuối của tập phim là cảnh mọi người trao tặng nhau những món quà Giáng sinh và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ dưới một mái nhà ấm cúng. Kết thúc những năm 2000, chúng ta cùng đi đến những năm của thập kỷ tiếp theo. Ngày hạ chí, tức ngày 22 tháng 6, nhóm bạn của chúng ta quyết định là một chuyến vòng quanh thế giới. Cùng lúc đó, Perry nhận được tin báo từ Core rằng Monogram đã bị Doof bắt cóc và đã rời đi ngay lúc đó. Địa điểm đầu tiên của nhóm bạn là Tokyo. Tại xứ sở hoa anh đào, họ gặp gia đình của Stacy và xin một chút dầu ăn để nạp lại bình nhiên liệu. Tình cờ thay, Tokyo cũng là nơi mà Doof đã đưa Monogram đến. Vanessa giận dỗi vì bố mình mang công việc trên chuyến đi du lịch, bỏ đi và không may đã bị cỗ máy hủy diệt của Doof vá phải. May mắn thay, cùng lúc đó, nhóm bạn của chúng ta đang bay qua và Vanessa trở thành hành khách ngoài dự kiến. Do không dự tính trước điều này, chiếc máy bay đã gặp nạn ở vùng núi Himalaya, nơi mà chú của Belgi sống. Chú của Belgi sở hữu một nhà máy sản xuất dây thun cao su siêu bền, siêu chắc, siêu đàn hồi và Phineas đã xin một quả bóng cao su để thay thế cho động cơ bị hỏng. Điểm đến tiếp theo trên chuyến hành trình là Paris. Nhóm bạn tỏa ra nhiều hướng, Buford và Belgi đi kiếm nhiên liệu, Candace đi tìm Jeremy, Ferb và Vanessa đến tháp Eiffel để vạch đường đi, Phineas và Isabella đi với nhau để tìm bộ phận thay thế. Tưởng rằng Isabella sẽ có một cảnh lãng mạn ở thành phố tình yêu, nhưng Phineas chỉ chú tâm vào việc sửa chữa chiếc tàu bay và không đoái hoài gì đến người bạn của mình. Tương tự với hoàn cảnh éo le của Isabella, Ferb chuẩn bị tỏ tình thì Vanessa đã rời đi với Doof và cảm ơn vì mọi thứ. Ngược lại với Isabella và Ferb, Candace được một cảnh lãng mạn với Jeremy trên cầu khi cả hai người gọi nhau là bạn trai và bạn gái. Cuối cùng đã khởi động lại được chuyến tàu bay, nhóm bạn bay qua đại dương nhưng đáng tiếc là lại bị khựng lại ở một nơi đảo hoang. Sự lạc quan lúc đầu của Phineas dần bị thay thế bởi sự tuyệt vọng khi không tìm được phương hướng giải quyết nào. Thấy vậy, Isabella thúc cho người thương một bài diễn văn động lực và Phineas đã nảy sinh ý tưởng biến bản đồ của Ferb thành một chiếc máy bay giấy để bay về Danville. Ý tưởng thành công, cả team chỉ còn cách nhà vài chục mét thì bị một công trình xây dựng chặn đứng. Buford đã nhanh chóng trả lại xe đạp cho nhóm và dùng một miếng ván, cả nhóm bay qua công trường và hạ cánh nơi mái nhà thân thương, kết thúc cuộc hành trình xuyên trái đất. Ngày Phineas và Ferb rời nhà, hai cậu đã dựng căn nhà lên, xoay nó và tình cờ làm Candace lạc vào cuốn truyện Phù thủy xứ Oz mà cô đang đọc. Ở xứ Oz, cô quyết tâm lật tẩy hai đứa em của mình bằng cách đi đến Postopolis bằng con đường vàng theo chỉ dẫn của phù thủy tốt Isabella. Trên đường, cô gặp những nhân vật bù nhìn màu sắc Belgi, người cây Jeremy và sư tử hổ gấu Buford. Con đường màu vàng tuy vô cùng gian nan và hiểm trở cũng không hề làm nhụt chí Candace khi cô từ chối tất cả những con đường khác. Chính vì sự cứng đầu của cô mà cả nhóm đã bị quân Dufres Warlock mai phục và bắt Candace về. Cả nhóm đã thành công trong việc giải cứu cô và tiếp tục hành trình đến Bustopolis. Tưởng thế nào, hóa ra phù thủy lại chính là Linda và cô đã trao quyền lực ban điều ước cho Phineas và Ferb trong khi cô đi lấy bánh từ lò. Khi quay trở lại, Linda nói với Candace mùa hè không kéo dài mãi mãi và kết một câu, niềm vui là ở chuyến đi. Giờ mới kết thúc, Phineas và Ferb rủ Candace đi trên chiếc xe một bánh khổng lồ. Sau khi act cool và đứng hình mất 5 giây, Candace quyết định đi đu đưa cùng nhóm bạn. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo, nhiệm vụ giải cứu mùa hè. Khi OWCA và Lord Morphin thuê cùng một địa điểm để tổ chức lễ kỷ niệm của riêng họ, một cuộc chiến đã xảy ra và phần thắng không hẳn nhiên thuộc về các đặc vụ của OWCA. Tuy nhiên, Monogram cũng đã bị sa thải vì điều này. Một lúc sau, Perry đến trụ sở của Doof và như thường lệ lại vướng vào bẫy của ông ta. Doof giải thích cho Perry rằng ông có làn da rất nhạy cảm và luôn phải sử dụng kem chống nắng SPF 120. Tuy nhiên, ông lại mua nhầm thùng kem chống nắng SPF 110 và thay vì đi mua loại khác thì ông quyết định di chuyển trái đất ra khỏi mặt trời, vừa đủ để kem chống nắng SPF 110 phát huy tác dụng. Cô máy của Doof kích hoạt thành công, có thể là hơi quá thành công, khi Phineas và Ferb nhận ra thời tiết trở nên lạnh hơn. Cùng lúc đó, Candace thực hiện những điều Candace 5 tuổi dạy cô, bao gồm phát minh ra một hương vị kem mới, thắng cuộc thi đánh vần, cưỡi kỳ lân, duy chỉ có điều cuối là vượt qua nỗi sợ nhện thì cô chưa làm được. Với lợi thế trong tay, các thành viên hội Love Muffin, đặc biệt là Rodney, đã lộng quyền và bắt các đặc vụ OWCA. Để đảo ngược lại tình thế, Phineas đã nhờ các bạn bè trên thế giới lắp những tên lửa tại những trọng điểm của trái đất. Candace khởi động các tên lửa, dần dần đưa quỹ đạo của trái đất về vị trí ban đầu. Khi các nhà đứng đầu không đáp ứng được nhu cầu của hội OWCA, Rodney tăng sức mạnh của máy hủy diệt, phản lại sức mạnh tên lửa của Phineas và Ferb. Nhận thấy điều đó, Candace tăng sức mạnh của tên lửa trên mức báo động và kết cục làm quá tải bảng điều khiển.
Phineas bảo Candace phải lên tầng áp mái để tìm bộ phận thay thế. Trong lúc đó, Perry, Monty và Carl định thâm nhập vào đầu não của Love Muffin nhưng bị mai phục. Monogram đã xông vào, cùng với sức mạnh của các đặc vụ đã được giải cứu, đánh một trận ra trò và dễ dàng hạ được hội Love Muffin. Candace vượt qua nỗi sợ nhện, tìm được thiết bị thay thế và khởi động lại tên lửa. Duff hạ bệ Rodney cùng với Monogram, Monty và Perry phá hủy cỗ máy, nhóm mắt thành công cho việc giải cứu mùa hè. Giải cứu mùa hè chưa được lâu mà đã đến ngày cuối cùng. Candace quyết tâm lật tẩy Phineas và Ferb nhưng lại vướng phải một buổi sáng tồi tệ. Tương tự với Candace, Duff cũng có một buổi sáng không hẳn là dễ chịu cho đến khi Norm mang bánh cho bữa sáng. Vanessa giận dỗi vì Duff không bao giờ lắng nghe mình. Vì là ngày cuối của mùa hè, Phineas và Ferb quyết định làm máy tổng hợp tất cả những thứ hai cậu đã làm trong 4 season. Như một thói quen, Candace dẫn Linda về sân sau chỉ để thấy nó trống không. Candace quyết định sang Vanessa để trả đĩa. Tại chỗ của Duff, Candace phát hiện máy làm lại cuộc đời, Do Over Inator, và đã cố tình một cách tình cờ khởi động cỗ máy. Ngày hôm đó bắt đầu lại, tất cả những sự kiện lặp lại đối với Candace và Duff. Khi Vanessa nói rằng sẽ chuyển đến sống với Charlene, Duff tận dụng cơ hội này để trở thành thống đốc vùng ba bang để giành lại cô. Tương tự với Duff, Candace tận dụng các vòng lặp này để lật tẩy Phineas và Ferb. Qua 23 vòng lặp, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Norm không biết về bánh nướng, Lawrence và Linda ăn bằng tay, không biết về hổ hay quần dài. Khi Candace kể với Phineas và Ferb, nhưng hai cậu cũng đã bị hút vào vết rách thời gian. Khi Candace nhớ Buford, Belgi và Isabella, họ không biết về sự tồn tại của Phineas và Ferb, chỉ có Belgi nhận ra sự bất ổn trong dòng thời gian. Duff cuối cùng cũng thành công trong việc trở thành thống đốc và định tắt cỗ máy đi, thì chớ trêu thay, nó cũng bị hút đi mất. Duff nhận ra rằng máy vẫn còn hoạt động khi quả cầu tuyết của Duff cũng bị hút mất. Vanessa nói với Duff về việc làm ở OWCA và khuyên Duff trở thành người tốt. Giữa khoảnh khắc cha và con gái, vòng lầm mới lại bắt đầu. Duff lắng nghe Vanessa và nhờ sự trợ giúp của cô và Perry làm máy bẻ thẳng thời gian. Candace một lần nữa nhờ bộ ba giúp đỡ và họ tính toán được địa điểm và thời điểm vết rách tiếp theo. Tuy nhiên, không những không giúp được Phineas và Ferb mà họ còn bị hút vào trong. Duff hoàn thành cỗ máy bẻ thẳng thời gian, nhưng trước khi khởi động máy thì vòng lặp mới lại bắt đầu. Bên kia vết nứt thời gian, nhóm bạn phát hiện ra máy làm lại cuộc đời. Họ xây dựng một máy bắn bản thân vào cỗ máy qua vết nứt và trở lại thế giới thực. Trước khi nhóm bạn kịp ấn nút tự hủy và trước khi Duff có thể khởi động máy của ông, thời gian càng ngắn lại, các vòng lặp diễn ra ngày càng nhanh hơn. Candace đã nhanh trí ném thìa vào nút tự hủy, phá hủy vòng lặp và thời gian quay trở về dòng chảy ban đầu. Ở cảnh cuối, chúng ta thấy Phineas vẫy tay chào như một cách để tri ân người xem vì đã đồng hành với chương trình trong 7 năm ròng rã. Và cũng là một cái kết viên mãn cho mùa hè của nhóm bạn mà chúng ta yêu mến, nhưng dòng thời gian chưa kết thúc ở đó. 10 năm sau, nhóm bạn của chúng ta đều đã trưởng thành và đã có những hướng đi cho riêng mình. Candace đang bảo vệ luận án tại trường luật, Buford vào sân khấu điện ảnh, Ferb sẽ về quê hương nước Anh để tiếp tục con đường học, Isabella vào trường Tri-State, còn Belgi thì đã trở thành một vị giáo sư. Riêng Phineas thì vẫn đang phân vân về lựa chọn của mình giữa trường Danville và Tri-State. Khi đám bạn tiết lộ về tình cảm Isabella dành cho Phineas, có vẻ cậu khá sốc trước điều đó và phải đi ra ngoài để hóng gió. Trong lúc đó, Perry nhận được tín hiệu từ kẻ thù cũ Duff và bay đến tòa nhà năm nào để ngăn chặn ông. Thực ra, Duff đang trải qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên và ông đã sáng chế ra một chiếc vòng cổ giúp ông vượt qua giai đoạn đó. Cùng với Perry, ông đã đi quẩy mọi nơi, lái mô tô nước, lái ô tô, nhảy dù trước khi quyết định quay về cuộc sống trung niên nhàm chán của mình. Về phần nhóm bạn của chúng ta, Phineas chạy đến gặp Isabella để nói lời từ biệt trước khi cô đi, nhưng Isabella đã đi mất. Thất vọng, Phineas quay về nơi phố quen và thấy Isabella đang ngồi trước hiên nhà, chuẩn bị nói lời từ biệt với cậu bạn. Hai người thổ lộ tình cảm với nhau và Phineas quyết định theo học trường Tri-State cùng Isabella. Hai người chia tay và hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa. Sau đó, Phineas quá giang Ferb và Vanessa đuổi theo Isabella để trao cho cô nụ hôn mà cô hằng mong chờ bấy lâu. Đây mới thực sự là cái kết viên mãn, đặc biệt là cho những ai ship cặp đôi Finabella, kết thúc toàn bộ dòng thời gian của Phineas and Ferb. Quả là một chặng đường đầy thăng trầm phải không các cậu? Như tôi đã nói phần trước, dòng thời gian này đã lược bớt đi một số chi tiết nên các cậu có thể bình luận xuống dưới những khoảnh khắc đáng nhớ khác của series nhé. Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn xem hết video này. Hẹn gặp lại các cậu trong các video tiếp theo. We're too weird out.